Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả em ơi. Di Khả tiếp tục lên một video soi đồ cho anh em xem. Và đây là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục soi đồ của cao thủ đó là Angelina, một trong những đường môn có thể nói là đường môn No 1 server cho anh em xem. Và trước khi sau anh em cùng chờ đợi không tới. Ok anh em ơi, quá đẹp tuyệt vời luôn. Đó, và bây giờ chúng ta cùng xem thử con đường môn tăng trưởng môn của anh Tùng sẽ như thế nào và đồ đạc ra sao. Trước khi bắt đầu vào đồ thì chúng ta cùng xem sơ qua cái điểm tăng kỹ năng và tiềm năng của anh Tùng. Thì anh em xem sơ qua anh em ơi. Đầu tiên thì của anh Tùng hiện tại đang sở hữu cho mình đó là 5 kỹ năng vốn có. Và sau khi đạt mốc 5 kỹ năng vốn có thì tốc độ đánh của anh Tùng lên được là 149 anh em ạ. 149 tốc độ đánh. Và kèm với một cái nỏ tốc độ đánh 30 thì anh Tùng đang đặt mốc ở bên ngoài đó là 179. 179 nha anh em. Và đặt mốc 158 nha mọi người. Và vào tống kim cánh lách lệnh bài và tống và phi tóc sẽ đặt mốc đó là 261 của phiên bản đồ xanh nha anh em ơi. Quá ok luôn. Và đỡ sở hữu được 5 kỹ năng thì anh Tùng đang có cho mình dòng kỹ năng một cấp từ dòng tiên phong. Và kèm với một phi phong kỹ năng một cấp. Đó là anh Tùng có 2 cấp. Kèm với càng khôn với vầng trăng trên đầu là 2 cấp nữa là 4. Kèm với sơn hà 3 là cái thanh kiếm nữa là 5 kỹ năng vẫn có nha mọi người. Và sau khi nên lên 5 kỹ năng vẫn có thì anh Tùng đang có cho mình đó là lực tây 15.000. Quá dữ luôn. Và chưa nói đến là hiện tại là cái bảo vũ là ho nè mà 28 cấp. 28 cấp nè mà. Một trong những đường môn thực sự là quá bén của server luôn. Có thể nói là đây là đường môn No 1 server. Không có gì xứng đáng hơn danh hiệu là tăng trưởng môn. Quá dữ luôn nha Nam. Và chúng ta cùng xem sơ qua hiện tại Ad này đang có cho mình đó là top 2. Top 2 với đẳng cấp 135. Top 2 của thế giới nha mọi người. Đây top 2 của thế giới với đẳng cấp 135. Và top 1 của đường môn với đẳng cấp 135. Thực sự là một trong những account quá là khét tiếng của cùng mấy chỗ S8 Phật Sơn Ký Sử này. Và sau khi gộp lại mấy chỗ S9 thì đây là tháng đầu tiên Ad đường môn và cũng như là ngày mới của anh Tùng đạt tăng trưởng môn. Quá dữ dàng luôn. Và chúng ta cùng xem sơ qua lượng kháng thì hiện tại Ad này đang có cho mình kháng thì được khả tách cái dòng kháng của Ngami đi đã. Tại vì hiện tại đang có Ngami anh em ơi. Nên là nó có nhiều kháng như vậy thôi. Tách Ngami thì không còn bao nhiêu anh em ơi. Đây. Và giờ chúng ta đã tách Ngami nè. Hiện tại tách Ngami rồi anh em ạ. À vừa rồi là có Ngami nhưng mà nó không có nhận anh em, tại vì đứng bên này không có nhận. Đây. Vừa rồi hiện tại đây là kháng của anh Tùng nha anh em. Hiện tại đang có bắt qua lộ trên này kháng cả 15 nữa thì hiện tại kháng Tùng lên là 75 cộng 3. 75 cộng 3 phần thuộc lý. Một trong những đường môn thực sự 75 cộng 3. Kháng hàng 75 cộng 1, kháng lôi 75 cộng 2, kháng hỏa 75 cộng 2, kháng độc 75 cộng 2. Thiệt sự là không gì chơi luôn. Hiện tại tháng vừa rồi anh Tùng đang có cho mình đó là dòng Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân. Là top 1 nha năm. Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân top 1 nha năm. Đó. Và anh em cùng xem show set đồ. Đỡ mà như thế này thì set đồ của anh Tùng như thế nào cho anh em xem. Đầu tiên chúng ta cũng để ý đến đó là ấn tín tăng trưởng môn. Tại vì sau khi lên ngôi tăng trưởng môn của đường môn thì anh Tùng sẽ được một ấn tín kháng tất cả 5. Và hàng sử dụng đó là 20 ngày và hết hạn sử dụng sẽ tiếp tục đến tăng trưởng môn tháng mới nha Nam. Đó. Thì sẽ có cho mình đó là một kỹ năng nhiếp hồn nhiệt ảnh. Đó, một kỹ năng nhiếp hồn nhiệt ảnh này. Một kỹ năng bảo vũ là ho, một kỹ năng cựu công vi tinh, một kỹ năng loạn hồn kích là skin 9x sẽ được một cấp nha mọi người. Và tất cả anh em cùng để ý thì mỗi skin của anh Tùng đều lên được một cấp. Đó. Rồi, tiếp theo. Một trong những món giá trị tiếp theo của anh Tùng đó là một con ngựa. Đó là một trong những loại ngựa minh chủ võ lâm. Minh chủ chiến mã đặc biệt mà chỉ có mỗi là minh chủ Gia Lâm mới có thể thuần phục được và nâng cấp nó tại thuần hóa thú cưỡi. Thì ở tháng vừa rồi thì anh Tùng từ cái kháng tất cả 5, anh Tùng đã đập cho nó lên cấp 1 đó là kháng tất cả 6 nhau người. Thì cứ một cấp thì sẽ thêm một kháng tất cả. Thì con người này đang có là 1000 máu, thể lực 500, né tránh 200 và đẳng cấp yêu cầu là 90. Thì con người này hồi xưa là anh Tùng mua là với giá 40 triệu Việt Nam đồng nha em ơi. Và đang có kháng tất cả 5 đó với giá 40 triệu Việt Nam đồng. Và vòng sáng của anh Tùng khá là nhiều, khá là dày luôn em ơi. Anh em nhìn sơ qua thực sự là một trong những ạc nhìn vào là quá chất lượng luôn em ạ. Rồi, con ngựa đầu tiên là 40 triệu Việt Nam đồng. Đó, kèm với một set đồng bang. Có thể nói là một set đồng bang, đây là set đồng bang cực phẩm thiên tử đấu giá vừa rồi. Thì set này thực sự là quá pin cho anh Tùng luôn. Đó, anh Tùng đang có sở hữu một set mắt ộp cực phẩm nữa nha anh em. Hòn mỹ trong rương nha anh em. Đó. Tí nữa khai sẽ sau cho anh em xem sơ qua. Set cực phẩm ăn băng, cực phẩm ăn băng thôi, trong rừng set cực phẩm ăn băng. Nhưng mà cũng được là cái ngọc bội cực hòn mỹ cực phẩm mắt ộp này và gia truyền hòn mỹ cực phẩm mắt ộp nha nam. Còn chỉ có mỗi cái là cái nhẫn thì cực phẩm thôi, không được hòn mỹ. Hai cái nhẫn cực phẩm 30 không được hòn mỹ. Tiếp nữa khả sau cho anh em xem. Rồi, tiếp tục đó là một cái nón liên đấu mắt ộp hoàn toàn, 225 phòng thủ và 40 làm chậm và 200 sinh lực, 200 thể lực và 200 nội lực
và 20 thân pháp. Cái nón này thì mua điểm liền đón anh em. Thì cái nón này mua ở cái server này thì khoảng 150k điểm, thì giá trị server khoảng tầm 150 kim, thì khoảng 10 triệu cái nón này nha mọi người. Khoảng 10 triệu nón này nha anh em. Đó. Một cái áo cũng có thể nói là áo mắt hoàn toàn. Và áo này anh Tùng đua top hàng tháng, thì cứ 3 tháng thì sẽ hưởng được cái áo này nha anh em ơi. Cứ 1 tháng sẽ có một lần đua top, thì anh Tùng luôn luôn nhận những trang bị để có thể thay đổi vào set đồ của mình. Thì cái món cái áo này sẽ hàng sử dụng 3 tháng nha anh em. Đó. Cái nón này, cái áo này thì anh Tùng vừa đấu giá ở khoảng là top 2 cá nhân. Thì ảnh cũng là người sở hữu top 2 luôn, thì không cần phải đấu giá. Cái áo này thì trị giá khoảng tầm hơn 7 triệu. Theo khoảng người là anh bỏ ra giá trị khoảng tầm 5 triệu rưỡi á, 5 triệu rưỡi. Còn nếu mà được bán ra ngoài thì cũng hơn 7 triệu. Đó. Rồi. Mà không có bán cái này mà. Rồi một đai lưng. Một đai lưng tiếp theo đó là một đai lưng phòng thủ lý 20, thông pháp 12, sinh lực và làm chậm 20. Một cái đôi giày tóc 40, chống 40, sinh lực, nội lực, kháng hỏa 20. Đó. Quá pin luôn. Một cái nỏ mắt off hoàn toàn và hạn sử dụng cũng 3 tháng như năm. Sinh lực 200, sát thương 50, sát thương lý 100%, kháng độc 25, tóc 30, sát thương nội công 200. Thực sự một trong những cái nỏ khá thời nó là mắt pin hoàn toàn. Rồi, sở hữu một bao tay kim quang mắt off nha anh em ơi. Đó. Thì bao tay kim quang này cũng tầm giá đó nè em ơi. Để mà đấu giá thì khoảng tầm 7 triệu. Áo này khoảng 7 triệu, nón này 10 triệu. Đó, là hai cái ba món này là khoảng gần 30 rồi. Đai lưng này khoảng tầm 3 triệu thì cho 30. Rồi cái vũ khí này cũng tầm 7 triệu nữa anh em ơi. 37, nói chung là đồ của anh Tùng thì thực sự là nằm trên hàng trăm anh em ơi. Cả đôi giày này hồi xưa anh Tùng mua 4 triệu nữa. Thì cả những trang bị như thế này là đã gần 50 triệu rồi. Đó, đã gần 50 triệu. Kèm bốn người này 40. Thì anh em nào sẽ xem video Khải, những video Khải sau đồ, những trận tống kim như là những lần tăng trưởng bôn trước á, thì sẽ đồ anh Tùng không có gì thay đổi cả. Chỉ thay đổi ở chỗ là anh Tùng có thêm cái nhẫn cực phẩm ăn ban 30-30 thì đang đỡ ông Rương như năm. Đó. Hiện tại đang có thêm một cái tiếp theo Khải giới thiệu cho anh em, đó là một cái mặt nạ tăng trưởng môn. Sau đây là một mặt nạ tăng thiên tử. Thì chiến thắng thiên tử vừa rồi thì anh Tùng mua được cái mặt nạ này với kỹ năng 9x 2 cấp. Đó. Chiến đấu 2 cấp anh em ơi, nhấp hồn 2 cấp này, bảo vũ 2 cấp, cửu cung 2 cấp, loạn hồng kết 2 cấp. Thì hiện tại nên là anh Tùng mới lên được cấp cho mình đó là 28 kỹ năng bảo vũ là ho. Cũng như là những skill chiến đấu còn lại vẫn là lên 28 cấp, như là nhấp hồn nghiệt ảnh, đó. Hoặc là cửu cung vi tinh, đó. Quá dữ luôn anh em ơi. Rồi, trong này tổng set đồ này anh em cũng biết rồi, hơn 150 triệu nha anh em. Set đồ của anh Tùng hơn 150 triệu nha mọi người. Và anh Tùng đang sở hữu tiếp tục cho mình đó là một con ngựa trong rương nữa, khả gì cho anh em xem. Một trong những con ngựa có thể nói là một con ngựa khá là khác của cụm mấy chậu S9 Giang Sơn Kế Sử này. Đó anh em à. Tùng đang sở hữu cho mình một con ngựa. Đó, một con ngựa này. Phần thưởng công thành chiến Giang Sơn Kế Sử, có thể nói là phần thưởng công thành chiến đầu tiên. Ban hội nào mà chiếm đóng được thành lớn phần tường anh em thì sẽ được có cái con ngựa này. Và hiện tại con ngựa này đang có cho mình nó là kháng tất cả 7. Và lượng sinh lực nó là 1.000. Thể lực 1.000, né tránh 500. Và đã ép lên cấp 5, kháng tất cả 7 của nhà anh em. Đó, vòng sáng chân mạng các kiểu là điểu luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này. Và đừng quên đỡ lại cho Khải cũng như là video của anh Tùng này một like, chia sẻ, ủng hộ chơi em ơi. Và anh em đã ủng hộ anh Tùng và luôn luôn ủng hộ anh Tùng thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ video này mạnh nha em ơi. Đỡ lần sau nếu mà có thay đổi gì khác thì cho anh em xem thêm. Đây anh em ơi, cập nhẫn nữa nè anh em ơi. Khải quên cho anh em xem cập nhẫn. Đây, có thay đổi. Đây là set ăn ban của anh Tùng anh em ơi. Mắt ọp này, hòn mỹ cực phẩm ăn ban mắt ọp. Tiếp tục đó là một hòn mỹ cực phẩm băng băng mắt ọp. Đó, hai món này thì tính vào cái hướng về set này thì khá là nhiều tiền đó mày. Cái gia truyền này hồi xưa anh Tùng mua 35 triệu nè, ngọc bội này anh Tùng mua 30 triệu nè. Đó, hai món này không còn 70 triệu rồi. Rồi cái nhẫn này, hòn mỹ băng băng 30 mắt ọp kèm với sinh lực này 81. Tiếp tục là hòn mỹ băng băng sinh lực 30, sau đây em kháng hỏa 30, sinh lực 148. Đó, hai cái nhẫn này thực sự là một trong những set đồ khá là bình của anh Tùng. Đó. Rồi, thì nói chung tổng set đồ của anh Tùng thì Khải có nói rồi anh em. Trên dưới là gần 200 triệu nha anh em. Trên dưới là gần 200 triệu cả hai con ngựa và cả đồ này nọ nha mọi người. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho anh Tùng Angelina Jolie, một trong những cao thủ đường môn khét tiếng của cụm mấy chủ Phật Sơn Ký Sử, S8 Phật Sơn Ký Sử. Và nằm trong cụm game, trang chủ game công thành chiến sư.net, một trong những phiên bản hoạt động một tay không kéo xe và phiên bản đồ xanh một ạc tay không kéo xe nha mọi người. Với một phiên bản hồng một anh Tây không kiểu xe như thế này, anh Tùng này thực sự là một trong những cao thủ có thể nói là hướng solo cũng bá đạo và cả đi hướng hội đồng tống kim. Anh ta là một trong những cao thủ đánh khá là khét tiếng của cụm mấy chủ này. Và anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ mạnh anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên nhấn like, chia sẻ, ủng hộ video mạnh nha.
đồ như server Tết đó. Không, chơi Tết chưa được đâu anh em ơi. Mỗi cái đai lưng với đôi giày thì chưa được đâu anh em ơi. Phải tìm thêm hàng hàng hiếm nữa anh em ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ và anh em đừng quên Khải Hy livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha anh em ơi. Và live chia sẻ mạnh nha anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một cao thủ tiếp theo.